Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em giải một đề thi học kỳ 1 toán lớp 7 sách cánh diều. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm nếu có thể quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ đề bài sẽ hai phần phần trắc nghiệm phần tự luận, mình sẽ làm phần trắc nghiệm trước. Giờ mình sẽ làm câu số 1 khẳng định nào sau đây là sai. Như giờ câu số 1 này mình sẽ chọn khẳng định sai nhé. Câu A là âm 0,5 thuộc tập hợp các tập hợp Q có nghĩa tập hợp các số 1 tỷ. Thì mình thấy đây là đúng là số 1 tỷ. Còn câu B là âm 3 phần 2 không thuộc tập hợp số nguyên. Đây đúng là không phải là số nguyên. Đây là số 1 tỷ. Âm 1 thuộc N. N là tập hợp các số tự nhiên làm gì có âm 1. Như là câu C là sao? Đúng này. Như vậy câu số 1 này mình sẽ chọn đáp C. Âm 1 là số nguyên chứ không phải là số tự nhiên. Đúng này. Tiếp theo là câu số 2, số đối của số 1 tỷ âm 22 phần 23. Như vậy số đối của số này thì bỏ dấu trừ đi là xong, kết quả là 22 phần 23. 22 phần 23 chính là đáp án C. Như vậy câu số 2 này mình sẽ chọn đáp án C, đúng không? Tiếp theo là câu số 3, căn bậc 2 số học của 16 phần 25 là bao nhiêu? Căn bậc 2 số học của 16 phần 25 thì mình thấy là căn bậc 2 của 16 là 4, của 25 là 5. Như vậy căn bậc 2 của số học của phân số này chính là 4 phần 25, là 16 phần 25 chính là 4 phần 5, đúng không? 4 phần 5 chính là đáp án nào? Chính là đáp án D. Như vậy câu số 3 này mình sẽ chọn đáp án D. Tiếp theo là câu số 4, nhận định nào sau đây là sai. Giờ câu số 4 này mình sẽ chọn một nhận định sai nhé. Mọi số học phân vô hạn không tuần hoàn là số hạt thực. Câu khẳng định này đúng. Mình nhớ là số thực là số bao gồm tất cả những số mình đã học thì gọi là số thực. Mọi số thực đều là số vô tỷ. Chắc chắn là câu sai rồi. Số thực có thể là số vô tỷ, số vô tỷ đều được hết. Như vậy câu số 4 này mình sẽ chọn đáp án B. Đúng này. Mình nhớ là số thực sẽ bao gồm số hữu tỷ và số vô tỷ luôn nha, kể cả số 0. Tiếp theo là câu số 5, khẳng định nào sau đây là đúng. Câu số 5 mình sẽ chọn đáp án đúng. Giá trị của một số thực là số dương. Câu này sai rồi, số thực có thể là số âm cũng được mà. Đúng rồi. Giá trị của một số thực là một số không âm. Số âm cũng được mà, không âm là sai. Hai số đối nhau có giá trị đó bằng nhau là cũng đúng. Hai số đối nhau ví dụ như là 2 và âm 2 lấy giá trị tuyệt đối đều là số 2. Tương tự 3 và âm 3 cũng vậy. Như vậy là hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau là cũng đúng. Như vậy câu số 5 này mình sẽ chọn đáp án C. Được này. Tiếp theo là câu số 6, dạng số hợp phân vô hạn tuần hoàn của phân số âm 8 phần 15 là bao nhiêu? Giờ mình sử dụng máy tính cầm tay mình bấm 8 phần 15. 8 phần 15 có nghĩa 8 chia 15 sẽ bằng là 0,5 chu kỳ 3. 0,5 chu kỳ 3 như là âm 0,5 chu kỳ 3 chính là đáp án nào? Chính là đáp án B. Như vậy câu số 6 mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu số 7, nhận xét đúng về vị trí của các số thực 0, căn bậc 2 của 3 và 5 phần 2 trên trục số. Thì mình thấy là 5 phần 2 có nghĩa 5 chia 2 bằng 2,5. Còn căn bậc 2 của 3 là bao nhiêu mình bấm thử nhé. Căn bậc 2 của 3 thì mình thấy là khoảng 1,7 mấy đúng không? 1,7 mấy chắc chắn sẽ nhỏ hơn 2,5 và lớn hơn 0. Như vậy là căn bậc 2 của 3 sẽ nằm bên trái của 5 phần 2. Như vậy là mình thấy đáp án A là đúng, trên trục số thì căn bậc 2 của 3 sẽ nằm bên trái của điểm 5 phần 2. Như vậy câu số 7 này mình sẽ chọn đáp án A nhé. Đúng nè.
Tiếp theo là câu số 8, tỷ lệ khớp nào sau đây không lập từ tỷ lệ khớp x phần 2 bằng a phần b? Giờ mình xem đáp án A. Thì mình thấy ở đây là x phần 2 và a phần b. Còn đây là x phần a. Như vậy mình thấy là nếu mà cái tỷ lệ khớp này mình sẽ di chuyển hai a này đem xuống hay đem lên. A đem xuống hay đem lên thì mình sẽ được tỷ lệ khớp này. Được này. Còn b thì là x phần b bằng a phần 2. Như vậy mình thấy là b không được đúng không? B đem qua không được nha, mình chỉ có thể đem xéo thôi. Từ tỷ lệ khớp này muốn biến đổi thành tỷ lệ khớp mới thì mình chỉ đem cái số này xéo lên xéo xuống xéo lên xéo xuống được. Còn bên đây x phần b có nghĩa b mình phải đi ngang qua là không được nha. Như vậy chắc chắn là đáp án b. Tỷ lệ khớp này không được lập tỷ lệ khớp này nha. Như vậy câu số 8 này mình sẽ chọn đáp án b. Đúng không? Mình nhớ từ lệ tỷ lệ khớp này muốn biến đổi tỷ lệ khớp khác thì mình sẽ di chuyển các số này theo đường chéo. X đem lên, B đem xuống. X đem xuống, B đem lên. Hoặc là A đem xuống, hai đem lên thì được. Còn B đem ngang là không được nha. Tiếp theo là câu số 9, phát biểu nào sau đây là sai? Giờ mình sẽ chọn một phát biểu sai. Nếu x bằng âm 5 x y có nghĩa là âm 5 nhân y nha. Ta nói x tỷ lệ phần y theo hệ số tỷ lệ là âm 5. Câu này đúng. Đúng này. X phần 5 y nhân. Ở đây không có dấu thì mình hiểu là dấu nha. Đúng này. Có nghĩa đây là hai đầy lượng tỷ lệ phần. Tỷ lệ phần qua tỷ lệ là âm 5. Câu này đúng. A bằng 3 phần b. Hình thấy A ở trên b và dưới đây là hai tỷ đầy lượng tỷ lệ nghịch. Đúng này. Nhưng mình sẽ nói b tỷ lệ nghịch với A theo hệ số tỷ lệ là 3. Câu này đúng, đúng này. Tỷ lệ nghịch là cái trên cái dưới là nghịch. Câu C. Nếu em m bằng n, ta nói n tỷ lệ phần theo hệ số tỷ lệ 1. Câu này đúng. G bằng 0 nhân h thì ta nói g và h tỷ lệ nghịch với nhau theo tỷ lệ 0 là sai nhé. Vì 0 nhân h thì cũng bằng 0 thôi. Như vậy là h và g không phải là đại lượng tỷ lệ nghịch. Nếu nói là tỷ lệ phần cũng được, chứ không phải là tỷ lệ nghịch này. Như vậy là câu D này là đáp án sai. Như vậy là câu số 9 này mình sẽ chọn đáp án D. Đúng này. Hai đại lượng này là tỷ lệ khẩn chứ. Đúng này. Chứ sao nghịch được. Đúng này. Tiếp theo là câu số 10. Trong các hình triển khai dưới đây có bao nhiêu hình gấp được một hình lăn trụ đứng? Giờ mình sẽ quan sát các hình. Trong các hình khai triển dưới đây, trong các hình khai triển dưới đây có bao nhiêu hình gấp lại thì mình sẽ được một hình lăn trụ đứng. Giờ các em sẽ quan sát kỹ xem, trước hết mình quan sát hình 1. Theo các em hình này có gấp được hình lăn trụ đứng tam giác hay không? Thì mình thấy là được, đúng này. Thì mình thấy ba mặt này chính là ba mặt bên. Giờ hai mặt trên phía dưới sẽ là gấp lại sẽ thành hai mặt đáy, sẽ tạo thành một cái hình lăn trụ đứng tam giác. Mình quan sát hình số 2 theo các em được hay không? Thì em thấy ba cái này là ba mặt xung quanh này. Mặt đáy ở trên, ở dưới. Ở đây bằng hình là sai ra. Hình 2 chắc chắn là không được. Đúng này. Giờ các em quan sát hình 3 xem được hay không? Thì mình thấy là không được. Đúng này. Cái này phải nằm bên đây chứ. Đúng này. Và cái này phải nằm dưới đây chứ. Sai rồi. Không được nhé. Giờ mình quan sát hình số 4 được hay không? Thì mình thấy ba cái mặt này sẽ làm thành ba mặt bên này. Này đáy trên đáy dưới ghép lại thành được, đúng không? Như vậy mình sẽ được hai cái. Giờ kiểm tra hình số 5 xem. Hình số 5 theo các em được hay không? Như vậy mình thấy cái này nó gấp lại, cái này gấp lại. Cái này gấp xuống, cái này gấp xuống. Theo các em được hay không? Không được đúng không này? Thì mình thấy là gấp không được đúng không? Giờ hình số 6 gấp được hay không?
Chắc chắn cũng không được luôn, đúng này. Như vậy câu số 10 này mình sẽ chọn đáp án A, chỉ có hai hình thôi nha. Giờ như vậy mình xong câu số 10, mình sẽ qua tiếp câu số 11. Tiếp theo là câu số 11, cho các hình vẽ sau. Cho hình vẽ sau, người ta hỏi là số cặp góc kề bù không kể góc không và góc vẹt có trong hình là bao nhiêu. Cặp góc kề bù có nghĩa là hai góc nào sẽ kề bù với nhau. Mình thấy là cái góc nhỏ này, góc nơi lớn này là kề bù, góc này bên đây và góc bên đây sẽ kề bù. Mình thấy là chỉ có hai cặp góc kề bù thôi, đúng không? Như vậy câu số 11 mình sẽ chọn đáp án B nhé. Tiếp theo là câu số 12, cho 3 điểm ABC qua điểm A vẽ đường thẳng A song song với đường thẳng BC, qua điểm C vẽ đường thẳng B song song với đường thẳng AB. Họ vẽ được bao nhiêu đường thẳng A và bao nhiêu đường thẳng B? Như vậy mình nhớ là qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ vẽ được duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng kia. Chắc chắn là mình chỉ vẽ được một đường thẳng A và một đường thẳng B thôi, đúng không? Như vậy là câu số 12 này mình sẽ chọn đáp án A. Đúng không? Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ vẽ một đường thẳng duy nhất song song với đường thẳng đặt chân, đúng giờ như là mình xong phần trắc nghiệm nhé. Phần trắc nghiệm các em thứ bài, các em sẽ bấm quit video hay biết các em thứ bài. Tiếp theo mình sẽ đến phần tự luận nhé. Phần tự luận bài số 1, tính giá trị biểu thức sau. Giờ thầy sẽ làm bài số 1 trước nhé. Mình sẽ làm câu A chứ. Chưa hết mình sẽ viết là cái đề. Sau đó bạn. Như là trong biểu thức này thì mình thấy là có dấu nhân, mình sẽ tính sẽ dấu nhân chưa? Đúng này. Như là 2 phần 3 dấu cộng viết lại. Giờ ở đây là phép nhân hay phân số, mình lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu ở đây mình giúp gọn luôn này. 10 chia 5 được 2, 2 nhân 1 là 2. Giờ ở đây là 7, 2 phần 7. Đúng này. Giờ đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số. Mình thấy mẫu số chung chính là tích của 3 nhân 7 là 21. Như vậy là 2 phần 3 mình sẽ nhân tử qua 1 7, 2 nhân 7 là 14. Còn 2 phần 7 mình sẽ nhân tử qua 1 3, 2 nhân 3 là 6. Đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số, mình lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 14 cộng 6 là 20, 20 phần 21. Đúng này. Giờ mình sẽ làm câu B, chứ không mình sẽ biết là cái đề. Giờ mình sẽ làm. Giờ như vậy là mình thấy là có dấu ngoặc, mình sẽ tính trong ngoặc trước nhé. 5 phần 9 dấu chia viết lại. Mình sẽ tính trong ngoặc. Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số nha. Mẫu số chung là 22, 22 chia hết cho 11, 22 chia 11 bằng 2. Như 1 phần 11 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 2. 1 nhân 2 là 2. 11 nhân 2 là 22. Trừ cho 5 phần 22 viết lại. Cộng cho 5 phần 9 dấu chia viết lại. Giờ mình sẽ tính bên ngoặc bên đây. Giờ mình thấy đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số, mình quy đồng mẫu số tiếp. Mẫu số chung chính là 15, 15 chia hết cho 3. 15 chia 3 được 5, như 1 phần 15 mình sẽ giữ nguyên. Dấu trừ viết lại. 2 phần 3 này mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 5, 2 nhân 5 là 10. Đúng này. Xuống dòng bạn. Giờ bạn như 5 phần 9 dấu chia viết lại. Giờ đây là phép trừ hai phân số cùng một số thì mình lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 2 trừ cho 5 thì được là âm 3. Âm 3 phần 22.
Dấu cộng viết lại 5 phần 9 viết lại. Dấu chia viết lại. Đây là phép trừ hai phân số. Còn mẫu số mình lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 1 trừ cho 10 thì bằng âm 9. Âm 9 phần 15. Giờ âm 9 phần 15 thầy sẽ giúp gọn. 9 và 15 mình thấy là sẽ chia tử và mẫu cho 3. 9 chia 3 được 3. 15 chia 3 được 5. Như kết quả là âm 3 phần 5. Giờ bây giờ phép chia mình sẽ biến thành phép nhân đảo ngược 5 phần 9 viết lại. Dấu nhân. Giờ mình sẽ đảo ngược lại. Âm 3 phần 22 mình đẩy lên là âm 22 phần 3. Dấu cộng viết lại. 5 phần 9 viết lại. Chia biến thành nhân. Âm 3 phần 5 đảo ngược là âm 5 phần 3. Mình sẽ để dấu trừ ở trên nha, cho nó dễ tính. Âm 5 phần 3. Mình thấy là 5 phần 9 dấu nhân, 5 phần 9 dấu nhân giống nhau. Mình sẽ giúp 5 phần 9 dấu nhân ra làm nhân tử chung. Giúp 5 phần 9 ra làm nhân tử chung nha. Giờ như giờ ở đây giúp 5 phần 9 dấu nhân còn lại là âm 22 phần 3. Cộng. Ở đây giúp 5 phần 9 dấu nhân thì còn lại là âm 5 phần 3. Giờ 5 phần 9 viết lại. Nha. Đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số mình lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Âm 22 cộng cho âm 5 là âm 27. Âm 27 phần 3. Âm 27 phần 3 có nghĩa là mình để ra đi một chút mình giúp gọn sao. Âm 27 phần 3. Xuống dòng bạc. Năm phần 9 viết lại nha. Dân nha. 27 chia 3 bằng 9 như kết quả là âm 9. Giờ 9 với 9 với 9 biến mất còn là âm 5. Đúng này. Như giờ kết quả cuối cùng sẽ là âm 5. Giờ như là mình xong bài số 1 nha. Bài số 1 kem hiểu bài, kem sau báo click video hãy biết kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp bài số 2 nha. Bài số 2. Bài số 2 mình sẽ đi tìm x, mình sẽ làm câu A chứ. Mình sẽ viết lại cái đề 2x cộng 1 tất cả bình phương bằng 25. Thầy sẽ phóng to chỗ này một chút cho các em dễ quan sát nhé. Giờ như vậy là mình sẽ biến đổi cái 25 này sẽ là 5 bình phương đúng không? 2x cộng 1 viết lại bình phương. 5, 25 mình sẽ biến đổi thành 5 bình phương. Giờ như vậy lúc này sẽ ra hai trường hợp là 2x cộng 1 sẽ bằng 5 hoặc là 2x cộng 1 sẽ bằng âm 5. Vì âm 5 bình phương lên cũng bằng 25 thôi. Nhưng mà sẽ thấy ra hai trường hợp là 2x cộng 1 bằng 5. 2. 2x cộng 1 bằng âm 5. Giờ như vậy là cộng chuyển với hình trừ. Như vậy 2x sẽ bằng 5 cộng 1 trừ 1. 5 trừ 1 bằng 1. Đúng không? Cái số nào dễ nhẩm thì nhẩm luôn nha. Tương tự 1 cộng 1 chuyển với hình trừ 1 âm 5 trừ 1 nữa là âm 6. Đúng không? Như x sẽ bằng. Giờ 2x bằng 4. 2x có nghĩa là 2 nhân x nha. Nhân chuyển với hình chia 4 chia 2 được 2. Mình sẽ nhẩm luôn nha. Còn đây là nhân 2 chuyển với chia 2. Âm 6 chia 2 thì bằng âm 3. X bằng âm 3. Đúng không? Cái những cái số nào nhỏ thì mình sẽ nhẩm luôn cho nhanh.
Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu B nhé. Giờ câu B thì mình sẽ viết lại cái đề. Sau đó mình sẽ xuống dòng làm tiếp. Giờ bây giờ thì mình thấy là bây giờ mình sẽ nhân chiếu bằng nhân xe chiếm nha. Có nghĩa mình sẽ lấy âm 3 nhân cho cái hiệu này, sẽ bằng 4 nhân cho cái hiệu này. Đúng rồi. C. Âm 3 nhân cho cái hiệu này. Là 2 chữ y. Sẽ bằng 4 nhân cho âm 3 nhân này, 4 nhân cho 7 chữ 1. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ nhân phân phối chưa không? Như âm 3 nhân 2 thì bằng âm 6. Đúng này. Giờ dấu âm nhân cho dấu trừ biến thành dấu cộng luôn. 3 nhân x sẽ bằng 7. Giờ số 4 nhân phân phối với 4 nhân cho 3x, 4 nhân 3 là 12, 12x. Giờ 4 nhân cho 1 thì bằng 4, dấu trừ lại. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ chuyển với như âm 6 viết lại. Trừ 4 mình chuyển với qua đây thành cộng 4. Giờ 12x viết lại. Giờ cộng 3x chuyển với thành trừ 3. Như vậy là âm 6 cộng 4 thì bằng âm 2. Giờ 12x trừ cho 3x thì còn 9x. Như âm 2 sẽ bằng 9x, có nghĩa là x sẽ bằng. Giờ nhân chuyển với thành thành chia, có nghĩa x sẽ bằng âm 2 phần 9. Đúng này. Giờ như là mình xong bài số 2 nha. Giờ bài số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video phải đi kèm hiểu bài nha. Giờ tiếp theo thì mình sẽ còn các bài như bài số 3, bài số 4, bài số 5 và bài số 6. Còn lại 4 bài này thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem nhé. Giờ bây giờ thầy sẽ hướng dẫn sơ bài số 3, sau đó mình sẽ buổi sau mình sẽ làm tiếp nha. Như vậy là trong dịp Tết vừa rồi thì mẹ Hoa đã đi siêu thị Bixi để mua bánh kẹo. Mẹ Hoa chọn 3 loại bánh là bánh Weber Danisa 140.000 đồng một hộp, bánh KitKat giá là 80.000 đồng một hộp, bánh yến mạch giá 40.000 đồng một hộp. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu hộp bánh? Danisa biết rằng số tiền mua mỗi loại sẽ bằng nhau, và số hộp KitKat ít hơn số gói yến mạch sẽ là 7 hộp. Như vậy trước hết mình sẽ gọi x y z là số hộp của Danisa bánh KitKat và yến mạch đúng không? Giờ sau đó mình sẽ lập tỷ số bằng nhau, áp dụng và tính chất và tỷ số bằng nhau mình sẽ tìm được x y z đúng không? Giờ như vậy bài những bài còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy giảng dễ hiểu bấm click chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thầy chúc các em học tập, tạm biệt các em nha.